Rồi xong mày rồi, kéo ngã cần luôn mọi người ơi, kéo ngã cần luôn rồi. Em ơi, mang nhanh lên em ơi. Hết hồn hết vía luôn, hết hồn hết Ơi kéo ngã cần luôn. Không biết cá vừa hơi nhỏ ở đây. Còn dính nha. Xin chào cả nhà. Tiếp tục hôm nay em sẽ trải nghiệm mà đi câu cá ở biển hồ Dĩ An nha cả nhà. Hôm nay thì đáng lý ra là em đi tới mấy anh em lận, nhưng mà mấy anh em á đang bận ở nhà chưa có xuống được, thì bây giờ em xuống trước em làm chạy này kia đồ để mình cắm chạy rồi mình ở lại qua đêm luôn nha cả nhà. Hôm nay mình đi là tới chiều mai hoặc là chiều mốt mình mới về nha. Thì anh mấy anh em sẽ xong công chuyện sẽ xuống điểm câu này sau. Còn bây giờ em cũng đã xuống tới cái điểm này rồi. Đấy, một cái biển hồ khá là đẹp nha mọi người. Hôm nay thì trời trong xanh khá là đẹp luôn. Hy vọng là từ đây tới ngày mai là không có mưa nha. Chứ đi cắm trại mà mưa là rất là cực nha mọi người. Bây giờ thì em cũng chuẩn bị, em soạn cần này kia đồ rồi em xuống cần. Rồi xong rồi mình sẽ làm cái trại nha. Thì bây giờ hai chồng em sẽ làm trại trước rồi đợi mấy anh trai kia khi nào xuống thì xuống nha mọi người. Hôm nay thì em vẫn đánh mồi cám nha, mồi cám lăng xê. Rồi cũng em cũng có mua một ít trùng để mình ngâm đêm để xem có cá gì ăn không nha mọi người. Còn bây giờ thì em cũng xin tạm ngừng máy. Rồi em gắt cần rồi em làm chạy đồ xong đó, rồi em sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Sau 77-49 phút gói gọn lại trong vòng 30 giây á mọi người, thì bây giờ hai vợ chồng em cũng đã dựng xong cái chạy nha. Đây một cái trại túc liều lý tưởng của hai vợ chồng nha, khá là lý tưởng luôn nha mọi người. Ở đây thì mình có thể là mình che nắng che mưa luôn nha mọi người. Còn đây là một cái thao cá mà em xài lăng xê nha. Đây còn bạn cuốn của em thì đang nằm ở đây mọi người. Đó, cái trách nhiệm cao cả luôn nha, có nguyên một chén cơm luôn nè, có một cây xúc xích luôn nè. Đó, bạn cuốn nhà em nha. Còn cần này kia đồ thì bây giờ em cũng đã xuống rồi nha mọi người. Đây hiện tại thì em xuống 4 cần, trong đó là em xài là 2 cần lăng xê mồi cám, 1 cần tép với 1 cần trùng nha mọi người, tổng cộng là 4 cần để xem có con cá nào là nó ăn cần nào nha. Kiểu như là hôm nay là mình đi đánh thập cẩm, đánh buffet mọi người, cho con cá nó lựa chọn nó thích ăn cái gì nó ăn nha. Đây cái bãi này khá là rộng mênh mông nha mọi người. Ở cái bãi này á, hình như là cũng khá là nhiều người xuống cắm trại nha mọi người. Ở đây là em thấy là rất là nhiều nhúng than. Đây, chỗ người ta nhúng than, người ta nhóm lửa này kia, đồ nướng, đồ ăn nè mọi người. Còn nguyên một cái hiện trường người ta bỏ lại đây, còn sót luôn cái đồ nướng nè. Đây, nguyên một cái bãi hiện trường để nướng cá này kia rồi kìa. Thì cái bãi hiện trường này một chút xíu đó em sẽ tái lập lại luôn nha. Ví dụ như bữa nay mình câu lên được con cá là mình sẽ đem ra đây mình nướng luôn nha mọi người. Đó, biết có cá hay không nữa mà hâm vỏ nướng trước kìa đó mọi người. Còn bây giờ thì mình chui vô cái trại á mọi người, để mình đợi thời thôi, để xem có con cá nào nó cắn câu không nha mọi người. Thường thì nghe anh trai thường xuống đây câu là nói là đa số là cá ăn buổi chiều. Thì hôm bữa em cũng có trải nghiệm một bữa rồi là cá nó ăn buổi chiều nha, buổi sáng xuống là cá nó không ăn, ăn là chỉ có buổi chiều thôi. Thì hy vọng là hôm nay là sẽ phá được cái kỷ lục là dính được con cá trong vòng buổi sáng nha mọi người. Cá ăn hả? Cá ăn. Gì em dướng hả? Cá ăn quá trời luôn. Cá ăn. Mà dướng không lớn hết trơn vậy? Còn dính nha. Tao làm chảy hết hồn. Không mày ơi. Rồi. Còn không? Ơi. Nghe tới rồi. Còn hả? Còn cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui là trò cái linh đục. Trời đất, đang ngồi chạy ra mà nó lôi bật bật cần tưởng đâu con bự dữ mọi người. Rồi, chiều nay có cá nướng nha, chiều nay có cá nướng nha. Quá vậy, con cá linh đục bự ghê chứ.
Bãi câu hôm nay quá trời khán giả luôn nè cả nhà ơi. Đây khán giả dê, nguyên một bầy dê luôn, không biết ai nuôi mà nó chạy xuống đây quá trời nè mọi người. Một bầy này chắc cả 100 con á mọi người, quá nhiều luôn. Rồi còn có con dê con ở đây nữa nè, để lại gần nó coi nó chạy không, nhưng mà nó chạy kìa mọi người. Đó con dê con nha, còn nguyên bầy dê lớn kìa. Đó, nó kêu mắc ghét không. Rồi đi đi nghe, bye 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 bye. Rồi khán giả đi nha mọi người. Sao vậy? Xong mày nữa rồi. Ồ, nó giạt luôn á hả? Xong mày nữa rồi. Sao cái cây đó bị quắn hoài vậy? Anh quắn vô đừng cho nó đẩy xuống á. Dính nha mọi người, dính nha. Con này bự á, chậm chậm á. Quá rồi, xong rồi. Ơi nó nặng nè. Đó, nó giật quá, đừng giật luôn. Xong mày rồi. Lên hàng nha. Nặng dữ trời. Mới vừa đứt hết một cục lăng xê á mọi người. Đang tay lăng xê lên được con này nè. Ok. Từ từ nha mọi người. Mày giỡn kìa. Kìa ô kìa. Cái gì đây? Ủa cái gì trắng tươi bự vậy? Cái chồi quá. Cái gì trắng tươi kìa? Cái chôi, trời ơi, nó dính gì hả? Nó nặng phải rồi mọi người. Dính ngang hả? Dính ngang. Ủa sao móc ngang cái lưng nhỏ vậy trời? Cá đưa giọng mọi người ơi. Chị á, móc gì kỳ vậy? Hèn chi nó kéo nặng mọi người. Con này chắc tầm nửa ký á mọi người. Trời ơi kìa. Đi lên này, cái này gỡ nè. Con thứ hai nha mọi người. Quá đẹp. Dính một con cá chôi đưa giọng mọi người ơi. Quá ngon. Con thứ hai nha. Coi như là mình phá cái lần trong buổi sáng á mọi người. Buổi sáng nay là mới xuống là dính được hai con. Một con cá linh đục với một con cá chôi tầm nửa ký nha mọi người. Rồi. Cái cây giữa này nè mọi người. Cây lan xê mới dính hai con hồi nãy á. Hồi nãy em ngồi ở trong trại thì em thấy nó cũng mới vừa lôi nữa đó mọi người. Mới lôi gãn gãn luôn, em chạy ra nó em ru nè. Chắc xảy hay sao luôn á mọi người. Để em thử cầm cọng dây coi nó còn dính không nha mọi người. Rồi dính vô góc rồi mọi người ơi. Lôi vô góc rồi. Rồi xong mày rồi. Kéo ngã cần luôn mọi người ơi. Kéo ngã cần luôn rồi. Em ơi máy nhanh lên em ơi. Hết hồn hết vía luôn. Ơi kéo ngã cần luôn. Không biết cá bự hay nhỏ ở đây. Còn dính nha. Cứu hồn quá nhé. Đang liêu thiêu buồn buồn muốn ngủ. Cứu hồn. Tay sờ vần ở bên trong kéo ngã cần luôn. Không cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái trời đó. Nó bự đâu mà kéo ngã cần luôn á. Ôi trời đó mọi người ơi. Ăn nó quảng hồn quá vậy. Cái tay. Đây. Thấy không? Cái chôi tiếp, bữa thơ con hồi nãy. Bữa thơ con hồi nãy. Đó. Phê. Đây phê quá mọi người ơi. Con này là dính mỏ luôn nha mọi người, một lưỡi một dính mỏ luôn nha. Đây em phải xoát thấy không? Đó. Con hồi nãy là nó dính cái kỳ với cái mang, còn con này là dính mỏ nha mọi người. Ăn cám nha. Quá đã mọi người ơi. Con thứ ba nha. Thôi bắt cần rồi em ơi, bắt cần rồi. Nè. Rồi dính rồi. Dính rồi. Trọng trọng em cầm máy cho anh em ơi. Dính đó rồi, bắt cần nha. Con này cũng trọng á, con trọng. Hôm nay trời đông xanh đẹp lắm. Bạch cần phải dính nha mọi người. Bạch cần phải dính thôi. Hồi nãy con kia dở lên tới bờ là nó bị khép cái mỏ, cho nên là cái này mình phải kéo từ từ nha mọi người. Cái gì vậy? Tưng 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 nè. Đó, thấy chưa?
trôi nha, cá trôi. Rồi, có giống luôn rồi ơi. Dính giống nữa rồi. Có giống nữa nè. Ôi ơi. Đây con đưa giống nha mọi người. Cái con này là con thứ 5 nè mọi người. Mà từ hồi sáng tới giờ luôn là chỉ dính duy nhất cái cần Toro này luôn nha mọi người. Cần này là sớm giờ là dính được 5 con, xảy 2 con. Còn cái cần kia là cũng cần 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 mọi người. Duy nhất cần này là cần 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 mọi người. Mọi người không có thể nha. Mọi người không nè. Cá thứ giống mọi người. Chỉ cá thứ này. Bật cần nha, bật cần nha. Cái cần bay văng ra cái cần luôn mà nó không chích. Nó chích con cá chứ. Nãy giờ mọi người mưa với dông quá dông. Mưa thì ít nhưng mà dông gió thổi rất là lớn nha mọi người. Thì cái chạy em hồi nãy nó cũng bị tóc ra luôn. Cái chạy em hồi nãy nó tóc lên luôn. Thì hai vợ chồng em thì cũng sửa lại cho cố định luôn nha mọi người. Chiến này là bao nhiêu dây là em gom lại em buộc cho nó chắc cú luôn. Để mình qua đêm để lỡ giữa đêm này kia đồ có mưa gió đó mọi người. Thì bây giờ trời cũng đã sụp chiều rồi, thì em sẽ báo cá cho cả nhà cùng xem ngày hôm nay được nhiêu con nha. Cần này hình như cá dính hay sao đó mọi người, dính dính nãy giờ. Cá thì em rộng ở trong ngày nay gió quá gió thì giặt tới giặt lui mấy cá thì nó cũng chết beo hết mọi người. Mấy con cá thì nó ngủm hết trơn nè. Đó thì được 3 con cá trôi, 3 con cá trôi, 1 con tầm 6-7 lạng đó mọi người. Dưới hai con cá linh đục thì ba con cá trôi với hai con cá linh đục này bây giờ nó ngủm hết rồi á, thì hai vợ chồng em sẽ tiến hành tái hiện lại, tái dựng lại hiện trường mà nướng cá luôn nha mọi người. Đây thì bãi đây thì bây giờ cái bếp than cũ này á mình sẽ tận dụng lại, mình nhóm lửa rồi mình sẽ nướng mấy con cá đó nha mọi người. Bây giờ con cá thì nó cũng đã ngủm hết rồi, để tới sáng thì nó sình hết, thì sẵn đây mình nướng luôn nha. Rồi hình như cái cần nó dính cá đó mọi người. Bây giờ để cho bà xã em đóng cái cần nhỏ đó luôn nha. Cần nhỏ này là cần chung. Đóng luôn đi, không rớt chuông đâu. Khi nào mình chổi mình sợ rớt chuông. Còn mình đóng thì cứ kéo bình thường. Dính không? Kéo mạnh lên. Tại cần này cần nhỏ mình xài chì lớn á, cho nên là nó hơi nặng. Bà thấy nó nhịp nãy giờ đó mọi người. Hy vọng là tối nay là sẽ không mưa nha mọi người. Mà nếu có mưa thì mưa nhỏ nhỏ thôi. Đó, có dính nè, cá gì đây? Trời đất không? Hai con luôn. Hai con luôn hả? Hai cá bóng. Bà xã em kéo dính hai con cá bóng nè mọi người. Hai cá bóng này, ngon à. Một con bự, con nhỏ. Lát lát nướng luôn. Bắt con bự thôi, con nhỏ thả đi. Bắt con bự thôi. Rồi cứ dựng cây câu lên đây nè. Còn hôm nay á, là hai vợ chồng em hành trình là 2 ngày 1 đêm ở trên sông, trên biển Hồ Trị An đó mọi người. Thì cái clip này á, nếu làm 2 ngày 1 đêm thì nó quá dài, cho nên á, là mọi người hãy đăng ký kênh của em và bấm cho em một like rồi để theo dõi những cái diễn biến kế tiếp như thế nào nha, để đêm nay có mưa hay là có dính cá gì không nha mọi người. Thì bây giờ thì em cũng xin tạm dừng một cái video là ngày hôm nay, rồi xong rồi tối nay, rồi ngày mai nữa, thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi nha. Còn bây giờ thì chuẩn bị lên hàng nướng cá nha mọi người.